Hello, xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách chúng ta lấy lại tài khoản Facebook bị khóa. Mà cụ thể đây là trường hợp chúng ta đã bị vô hiệu hóa. Thì nguyên nhân vô hiệu hóa thì do chúng ta vi phạm chính sách cộng đồng mà dẫn đến bị khóa tài khoản, hay là gọi là vô hiệu hóa. Thì các bạn lưu ý, chính sách cộng đồng ở đây chúng ta liên quan đến có những cái trường hợp là các bạn không hề vi phạm nhưng mà các bạn cũng vẫn bị khóa, bị vô hiệu hóa. Thì điều này có thể là do các bạn Facebook của bạn, do Facebook quét nhầm hoặc là khóa nhầm cái tài khoản của bạn. Thì trường hợp này chúng ta dễ dàng thực hiện để lấy lại cái tài khoản của chúng ta, bởi vì hệ thống quét nhầm thôi, chúng ta không có liên quan gì đến cái việc mà vi phạm chính sách cộng đồng. Trường hợp thứ hai đó là do vi phạm chính sách cộng đồng thực tế, đúng là như vậy. Như các bạn chia sẻ bài đăng hình ảnh nhạy cảm, bạo lực, đặc biệt là làm nhục, làm dùng cái tình dục trẻ em, những cái tình huống mà liên quan đến trẻ em, thì Facebook có tính năng bảo vệ trẻ em rất là cao, làm dùng trẻ em hay là bóc lột sức lao động trẻ em, vân vân. Các bạn những chia sẻ hoặc đăng những thông tin này lên thì lập tức sẽ bị vô hiệu hóa cái tài khoản ngay. Trường hợp thứ ba đó là các bạn do vô tình bị vào lay, không có liên quan gì cả, do các bạn khi tham gia nhóm thôi, hoặc là hội hay là group gì đó, thì khi mà cái nhóm cái hội bị Facebook phát hiện là đã vi phạm chính sách cộng đồng thì những người mà tham gia trong hội nhóm đó cũng bị vào lay. Trường hợp này cũng rất là nguy hiểm. Trường hợp thứ tư đó là do spam kênh, do spam chúng ta đi làm những hành động như là tương tác rồi là không có đúng với quy định của Facebook thì lập tức cũng khả năng vô hiệu hóa rất là cao. Thì đây là bốn cái nguyên nhân chính xảy ra dẫn đến tài khoản của các bạn bị vô hiệu hóa. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn mà hai bước để chúng ta có thể vô hiệu hóa, yêu cầu Facebook có thể là bỏ tính năng vô hiệu hóa để chúng ta có thể lấy lại tài khoản. Thì vừa rồi có rất nhiều bạn hỏi anh có thể là lấy tài khoản Facebook giúp em không. Thì trên những kênh hiện nay rất là nhiều kênh đang có thể là lấy lại tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa hoặc là bị khóa, với mọi hình thức đều có thể lấy lại hết. Thì các bạn nên lưu ý, chúng ta nên cân nhắc trường hợp này. Có một số bạn đã bị mắc lừa, thì vô tình chuyển tài khoản trước lúc mà lấy lại tài khoản, do đó các bạn sẽ nên cân nhắc cái việc mà chúng ta lấy lại cái tài khoản mà nhờ người khác lấy. Thì người ta cũng làm những cái bước các bạn trong video này thôi, do đó các bạn cứ chuyển tài khoản xong thì họ bảo là lý do này lý do kia rồi chờ thời gian, nên các bạn sẽ mỏi mệt, các bạn sẽ buồn thôi. Trường hợp đấy gọi là chúng ta tránh bị mất tiền. Thì thông thường các bạn sẽ gửi hai bước này xong thì trong vòng khoảng tối đa là 72 giờ thì thông tin Facebook sẽ gửi về qua Gmail hoặc là cái số điện thoại của chúng ta. Nếu thành công thì họ sẽ cấp cho cái mã đăng nhập cũng như cái mật khẩu để các bạn reset lại cái tài khoản của các bạn. Còn trường hợp các bạn bị lỗi nặng quá thì Facebook sẽ cũng thông báo là không thể mở khóa được do các bạn là vi phạm chính sách cộng đồng ở cái mức nào đó, vân vân. Thì khả năng thành công qua hai bước cũng rất là cao, thì các bạn có thể thử áp dụng theo. Thì các bạn lưu ý, chúng ta sẽ làm một lần thật là chuẩn và chính xác thông tin, tránh làm đi làm lại. Khi mà các bạn làm đi làm lại lui tới nhiều lần thì dẫn đến kênh chúng ta là bị Facebook cảnh báo là bị spam, có thể khóa kênh luôn. Các bạn rất là nguy hiểm. Do đó mọi thông tin các bạn sẽ chuẩn bị trước, sau khi xem video xong thì các bạn sẽ chuẩn bị thông tin đầy đủ để các bạn làm một lần. Thì thông tin phản hồi Facebook thì bao gồm các bạn nên nhớ là tên tài khoản và thời gian khóa, thời gian các bạn bị khóa và lý do khóa. Thì khi mà khóa Facebook thì hệ thống Facebook cũng gửi cho các bạn bằng email xác định nguyên nhân là các bạn là bị khóa do nguyên nhân gì, vi phạm chính sách cộng đồng hay gì đó ABC. Thì các bạn mục thứ tư là giải thích. Thì phần giải thích này mình sẽ để những cái câu mình đã soạn sẵn ở đây, nếu các bạn có thể tham khảo và áp dụng thêm, hoặc các bạn có những lời văn hay hơn. Thì các bạn lưu ý, cách này có thể dùng để lấy lại tài khoản do spam hoặc là đăng thông tin không đúng chính sách của Facebook, thì các bạn có thử áp dụng. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết hai bước, bước 1 và bước thứ 2. Thì bước 1 các bạn sẽ kích vào cái link này đây. Ở đây mình sẽ copy link này để cho tiện, mình sẽ đi vào Google. Các bạn nên làm trên Google Chrome, đây là những cái trình duyệt rất là chuẩn chúng ta, và cũng được là hệ thống được liên kết. Rồi các bạn sẽ bấm vào cái link ở đây, các bạn enter. Thì lúc này xuất hiện ở đây, mình gọi nôm na là cái mẫu đơn để chúng ta điền thông tin.
cái gì chúng ta điền thông tin vào chúng ta gửi thì cái đó gọi là mẫu đơn, và Facebook cũng gọi là cái mẫu, mẫu số 1, mẫu số 2, mẫu số 3 vân vân. Và đây là nội dung các bạn thể tham khảo thêm. Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn thì vui lòng nhập thông tin sau để chúng tôi có thể cân nhắc xem xét lại đăng cá nhân của bạn. Thì bạn có gửi thêm thông tin tại đây trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi bị vô hiệu hóa. Các bạn lưu ý trong vòng 30 ngày thì các bạn nên lập, nên lên cái bước này ngay. Thì sau 30 ngày thì hệ thống sẽ lấy lại được, nhưng mà rất khó khăn, có thể là mất tài khoản luôn. Thì sau khoảng thời gian này thì tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa bệnh viện và không có cơ hội để xem xét lại nữa. Thì các bạn lưu ý khi các bạn bị vô hiệu hóa thì các bạn lập tức hành động ngay, thực hiện những cái bước này ngay. Và việc chỉ gửi mẫu này khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng Facebook, và nếu bạn không truy cập vào tài khoản của bạn vì lý do khác thì vui lòng quay lại, vân vân. Rồi ở đây mình sẽ tiếp tục. Thì ở đây các bạn sẽ điền cái địa chỉ email cũng như là cái số điện thoại mà bạn đã đăng ký với Facebook ở cái trang của các bạn. Thì các bạn sẽ điền thông tin vào địa chỉ email và họ tên. Họ tên các bạn lưu ý phải như được ghi trên tài khoản. Họ tên các bạn ghi trên tài khoản là gì, ví dụ như Nguyễn Văn A hay là Nguyễn Văn B hay gì đó, các bạn lưu ý đúng thông tin, tránh ghi sai thì lập tức sẽ bị lỗi và chúng ta sẽ khó lòng lấy lại được. Thì các bạn sẽ gửi cái giấy tờ tùy thân lên, các bạn sẽ chọn tệp lên. Ở đây các bạn sẽ chụp hình sẵn, ví dụ như là căn cước công dân ở mặt trước mặt sau. Các bạn sẽ chụp hình trước để rất là bảo đảm là đầy đủ ánh sáng, không có che mờ vân vân, để hệ thống có thể xem xét cho các bạn. Thì ngoài ra họ cũng có nói thêm, chúng tôi có thể mã hóa giấy tờ này, các bạn yên tâm, trong vòng 1 năm và không có chia sẻ cho bên bất cứ thông tin nào của bên thứ ba. Thì sau khi làm xong các bạn sẽ bấm gửi để Facebook là xem xét lại. Đây là cái mẫu đơn thứ nhất. Rồi sang cái mẫu đơn thứ hai, các bạn cũng làm tương tự. Ở đây cái link này, hai cái link này mình sẽ copy và để sẵn trong phần mô tả của video, các bạn sẽ đi vào và làm theo thôi. Rồi mình sẽ vào cái mẫu đơn thứ hai. Ở đây mình sẽ quay lại, mình sẽ xóa đi, xóa mẫu đơn đi. Rồi chúng ta sẽ vào Google Chrome. Ở đây các bạn nên sử dụng Google Chrome, mà tính năng Google Chrome rất là ổn định và rất là chuẩn. Rồi các bạn sẽ bấm vào. Đây là cái đơn đã bị vô hiệu hóa và không đủ điều kiện, thì các bạn nên làm hai bước để bảo đảm chính xác thông tin. Thì tương tự các bạn sẽ cung cấp thông tin cho Facebook, bạn có thể đủ điều kiện sử dụng Facebook không, họ tên và ngày tháng năm sinh. Các bạn lưu ý là ngày tháng năm sinh phải trên 18 tuổi. Trường hợp các bạn Facebook các bạn mà làm lý do gì đó mà các bạn khai báo dưới 18 tuổi thì các bạn không có được sử dụng. Thì cái phần thông tin bổ sung, mặc dù người ta bảo là không bắt buộc nhưng mà rất là quan trọng, chúng ta phải khai báo rõ ra để cho Facebook hiểu rõ hơn về cái tình huống của các bạn để dễ dàng lấy lại cái tài khoản. Thì thông tin bổ sung này chúng ở đây mình đã có liệt kê sẵn. Thì đầu tiên các bạn đề là tên tài khoản của tôi là Nguyễn Văn A, thời gian khóa là bao nhiêu đó. Ví dụ ở đây mình đề là Nguyễn Văn A, các bạn nên viết chữ hoa đó, Nguyễn Văn A, ví dụ vậy. Và thời gian khóa thì các bạn xem trên email từ lúc mấy giờ đó, từ ngày hay là giờ vậy luôn. Các bạn bấm vào ABC đây, ngày tháng năm, ngày tháng năm vào đây, tháng và năm vào. Lý do khóa Facebook thì các bạn nêu rõ trong cái lý do bị do là vi phạm chính sách cộng đồng như tham gia hội nhóm gì đó này kia. Trường hợp các bạn bị oan trường hợp này thì mình sẽ giải thích cụ thể, liệt kê cái lý do như là Facebook gửi về cho bạn qua cái Gmail. Thì sau đó đến cái mục thứ tư là sẽ giải thích, các bạn sẽ mình sẽ diễn tả là tôi không vi phạm chính sách Facebook, không đăng các nội dung vi phạm chính sách cộng đồng của Facebook. Mình sẽ bỏ đi chính sách, nhiều nhắc đến nhiều Facebook quá. Rồi tôi không vi phạm chính sách. Rồi tiếp theo, không đăng các nội dung vi phạm chính sách cộng đồng của Facebook được hay hơn. Rồi ở đây mình viết tắt, các bạn nên viết đúng chữ Facebook luôn. Và tôi xin cam đoan tài khoản Facebook của tôi luôn tuân thủ đúng. Đây có thể là do sự hiểu lầm hay là nhầm lẫn, xin vui lòng xem xét lại và cấp quyền đăng nhập tài khoản của tôi. Trân trọng cảm ơn. Chúng ta liệt kê bốn cái nội dung này. Sau đó chúng ta đưa vào cái mẫu đơn này, ở đây cái phần này chúng ta sẽ dán vào đó, các bạn mình sẽ để sẵn hết mọi thông tin. Thì các bạn lưu ý các bạn nên điền đầy đủ như theo cái mục mà mình đã ghi đây.
Thì các bạn lưu ý mình ở đây mình đề 3 4 thôi, các bạn không nên ghi số 3 số 4 ha. Ở đây các bạn nên là gạch đầu dòng thôi. Ví dụ ở đây mình đề là ở đây gạch đầu dòng nó như vậy là được. Các bạn đánh hay đánh dấu sao gì nó, ví dụ vậy. Thế thôi. Thông tin thời gian tài khoản. Rồi ở đây cũng mình sẽ làm dấu gạch đi. Đó, ví dụ vậy. Đó. Thì các bạn sẽ ở đây thời gian khóa là từ ngày đó, lý do khóa thì mình sẽ để ở đây các bạn chỉ cần là lý do khóa thôi ha. Ở đây các bạn chỉ cần điền lý do khóa thôi, lý do khóa mà Facebook gửi về. Vân vân. Đó. Các bạn chỉ để vậy. Trong phần lúc này là mình để chi tiết để các bạn dễ hình dung cái nội dung hơn. Và mình sẽ giải thích cho các bạn không nên ghi. Mình sẽ ghi thẳng luôn. Nó giải thích ở đây. Và phần lý do thì các bạn gạch đầu dòng đi. Gạch đầu dòng. Rồi tiếp tục. Rồi, ở đây mình sẽ gạch thêm đầu dòng một cái nữa cho bốn ý. Bốn ý bằng bốn gạch đầu dòng. Như vậy là xong. Rồi các bạn kéo lên để chúng ta địa chỉ email hoặc số điện thoại vào, các bạn được liệt kê trên tài khoản thì các bạn sẽ điền email vào hoặc là cái số điện thoại của các bạn vào, những email và số điện thoại đã được liên kết với tài khoản trước đó mà bấm vào, sau đó các bạn bấm gửi. Như vậy là chúng ta sẽ xong hai cái mẫu đơn báo cáo rất là quan trọng mà các bạn nhớ phải làm chuẩn và chính xác thông tin, tránh làm nhiều lần thì chúng ta sẽ thành cái kênh bị spam mà Facebook cũng khóa luôn, nguy cơ khóa rất là cao. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách chúng ta lấy lại tài khoản Facebook với hai cái mẫu đơn mới nhất hiện nay để có thể các bạn xem và có thể là lấy lại được tài khoản. Các bạn có thể áp dụng trong các trường hợp như là bị kênh bị spam hoặc là vi phạm chính sách cộng đồng. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh và cũng như chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.